anh ơi, xoay giùm em 360 độ được không? Ok, xoay tròn rồi bao ơi. Nguy hiểm quá. Bứt phá nào, bứt phá nào. Ai hả? Ai hả? Buồn. Anh ơi, anh ơi, gỡ cái này ra giùm em cái. Cái váy này nó trơn quá. Thành cái váy lấy đằng sau nó đỡ trơn hơn. Với là phải ngồi chân trước chân sau vậy nè, mà ngồi vậy là nó quay tròn liền à. Cái váy để như vậy nó trơn nữa. Ốc lên, chạy lên. Ngửa người ra, đúng rồi. Đừng có sợ, tao che mặt không sợ. Từ từ anh. Mang giày cao gót và khi mà té một cái bụp như vậy mình không có phản xạ kịp á thì rất là đau. Dừng lại giùm em. Dừng giờ ạ. Từ từ bình tĩnh em, bình tĩnh không sao hết, từ. Bọn nó làm nhiều trò lắm. Đẹp trai quá. Còn to tớ nè. Còn to nè. Không sao. Từ thôi. Mình hét làm tôi sợ ấy. Bình tĩnh. Không, nó có thể đùng đùng như vậy sợ ấy không? Tôi sẽ xuống rồi, bơi được rồi, không, thôi. Stop. Thôi, được rồi, thôi, chị xin được rồi, xuống đi. Nó bị chảy máu rồi. Stop giùm em anh ơi. Anh ơi, mày bị chảy máu rồi. Mở ra thì giữ lâu một xíu Dương à. Thì mới lấy được. 1 phút 20 giây. Cái váy nó cứ vướng vào rồi. Anh ơi, nó đang vướng vào cái dây cước đó. Mình bị ngã ngửa hẳn ra đằng sau như này rồi. Nghĩa là lúc đấy là chỉ cần là anh cần giật thêm một phát nữa thôi là mình ngã chỏng vó về đằng sau luôn. Nhưng mà may là lúc đấy là hai chị kêu là Thôi ngươi từ từ đã, dừng. Lúc đấy mà thật sự là anh ấy mà kéo thêm một phát nữa thôi chắc là em ngã thật sự luôn. Đó, chú ý tay cầm sản phẩm tương tác với máy. Tay sản phẩm. Lúc này nó dùng cái tông cao. Wow. Ê, có nào? Dạ không, em cài. Cài lại, nó đứt dài rồi chị. Mở dài luôn đi. Mở dài luôn đi, đứt dài rồi. Mang dài chị đi. Thì cái chỗ hôm nay thử thách cho mọi người, cái chỗ mà đu quay lại đó. Thì rất nhiều thí sinh hôm nay chạy da chấp giải chỗ đó và trong đó. Bạn muốn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và định hình phong cách thời trang cá nhân phù hợp cho mình, hãy liên hệ Học viện xây dựng hình ảnh cá nhân Image Code ngay hôm nay thông qua số điện thoại 0988 515858. Bạn muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp, bạn muốn sải bước trên sàn diễn thời trang mang đẳng cấp quốc tế, tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam International Fashion Week, hãy đăng ký ngay hôm nay thông qua hotline 0938 072 115. Đón xem tập tiếp theo của chương trình Gương mặt người mẫu Việt Nam The Face Việt Nam 2023 sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật hàng tuần ngày 9/7/2023 trên kênh VTV9 và hệ thống các kênh digital của Maxi Media GSC. Thông tin chi tiết truy cập facebook.com/TheFaceVietnamOfficial. Rap.